Chuyện mà nó mà không có cảm giác với đàn ông tôi nghi do gen nha. Gen bà đó. Ủa tôi không có cảm giác với đàn ông sao tôi đến với ông đi tôi đẻ ra nó ăn nói gì kỳ vậy? Từ hồi có nó tới giờ nó có còn cảm giác gì đâu. Chị mắc cười quá. Nói không coi lại mình. Sao? Từ cái ngày đẻ nó ra là đời con gái là đúng một lần đó tới bây giờ không được thêm một lần thứ hai. Tôi cũng muốn cày ruộng nhưng mà đất đai nó màu mỡ thì tôi mới cày được. Đất đai vậy chưa màu mỡ hả? Để coi là cái máy cày của mình có rỉ có ten không mà nói đồ ruộng người ta. Rồi đi, rồi đi. Tới ngày chê ta không hả? Cái đời mình không nói làm gì. Lo là lo nhỏ con mình nè. Năm nay á cũng 30 tuổi đầu rồi, ít gì đâu. Con mình nó 39 tuổi rồi cha. Hả? Làm cha làm mẹ mà không nhớ nhung gì hết trơn trời. Nếu mà Tết năm nay mà nó không mang một thằng nào về nữa thì có nghĩa là Tết này con mình nó ế nữa rồi.